Anh ơi, sao đi diễn xong mọi người thấy như thế nào? Anh về cho đất đi anh, về cho đất đi anh. Xin chào mọi người đã quay lại với channel của Fanny. Hôm nay là mình đi rehearsal tập chung kết. Đây, anh Min đang make up. Do hôm qua đi mini concert để quên đồ make up ở trên đó cho nên là bây giờ mất đen lắm, khá mất đen lắm. Đúng. Chào mọi người đi anh. Hello mọi người. Hôm anh nay là ai? Mình là Min Min về vô. Hôm nay mình sẽ make up bằng đồ của anh người Nhật khác, Trâm Dancer. Đi mượn thôi các bạn. Tại vì hôm qua đi quay mini concert đã để quên đồ make up ở trên đó rồi. Mọi người thông cảm cho cái mặt đang bị bệnh đó. Được rồi. Nó cần than thở vậy đó. Mọi người ơi, chào đi ạ. Đây là diễn đàn Darin về vô. Darin về vô. Về vô. Quên đi nè. Lâu quá không xài. Anh vậy nè. Anh để lên. Để lên. Chó rồi. Mình đừng có thở. Hai dọc. Để anh vẫn thấy kỷ niệm của hai chúng ta, còn tim luôn giữ mãi ký ức không rời xa. Để anh vẫn thấy lòng đã nở như ngón tay, yêu thương ấm áp khi xưa em gửi trao. Nhẹ sớm. Nhẹ riêng. Chin Chu. Hai người sau khi mà diễn xong thì cảm thấy tiết mục của mình như thế nào? Tiết mục mình như nào? Xong rồi. Tuyệt vời. Xong rồi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cho nên vui không? Over. Game over. Đi chơi không? Không. Chin Chu đi về chơi tối vậy á. Thôi. Đi chứ. Không say không về, hôm nay không say không về. Đi đâu vậy? Đi quẩy không chị? Sau khi diễn xong tiết mục thì chị với anh Trang kia thấy như thế nào? Anh ơi, sao đi diễn
người thấy như thế nào? Anh về cho đất đi, anh về về cho đất đi anh. Nhưng mà em đang về cho đất đi. Đang quay á. Đang quay à? Anh vui, anh vui. Anh Ngọc về cho đất đi anh. Đang sắp xếp. Ok, đang bay ở đây đẹp xíu đúng không anh? Ok, cảm ơn anh. Anh trên dây. Mời gặp không? Mở cái tập này lên cho anh coi. Không nhắc nhắc bệnh cho anh nhớ. Chắc nhớ. Mọi người đi nhớ. Anh có nhớ không? Anh có nhớ tên gà bông không anh? Thì gà bông hãy đưa em đó. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video lần này của Fanny. Và cũng đã hết chương trình Gia Địa Chung Đôi rồi. Fanny mong là mọi người sẽ luôn ủng hộ các couple ở trong Gia Địa Chung Đôi. Và luôn ủng hộ Gia Địa Chung Đôi mùa 2 nếu có nha. Và đặc biệt là ủng hộ Fanny và cả anh Min nữa. Cảm ơn mọi người. Nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của Fanny. Cảm ơn anh Anita.